Xin chào mọi người nha. VinFast e34 là mẫu xe điện của nhà VinFast. Thì anh em đã xem cái bảng thông số kỹ thuật của nó chưa? Xem xong có để lại cho anh em chút ấn tượng gì không? Mình thì đã đọc rồi và sẽ phân tích một vài điểm trong cái bảng thông số kỹ thuật của mẫu xe này. Đầu tiên là trọng lượng xe. Trọng lượng là 1490 kg. Cùng nhau nghiên cứu và phân tích con số này chúng ta sẽ phải nghiên cứu một chút về trọng lượng xe điện trên trang west to start thì có thống kê lại trọng lượng của các mẫu xe điện của Tesla. Ở đây thì Tesla Model S là có trọng lượng là 2 tấn 1, Model 3 là 1 tấn 6 và Tesla Model X là 2 tấn 4. Anh em có biết trọng lượng pin của con Tesla Model S là bao nhiêu không? Nó lên đến 544 kg. Đây là một con số khá lớn, bằng 1 phần 4 trọng lượng xe, tương đương khoảng 80 lớn. Từ cái này nó sẽ dẫn đến hai cái điểm khác nhau trong trọng lượng của xe điện và xe động cơ đốt trong. Cái trọng lượng của xe điện nó khác với cái trọng lượng của xe động cơ đốt trong như nào? Những cái xe động cơ đốt trong thì thường trọng lượng sẽ dồn lên đầu, trong khi trọng lượng của xe điện được trải dài khá đều do vị trí đặt pin. Ví dụ như con Tesla Model S là 48% phía trước và 52% phía sau. Tesla Model X là 49% ở phía trước và 51% phía sau. Nó cũng có ưu và nhược điểm. Cái đầu xe nặng ấy khi anh em vào cua ấy, nó sẽ cho anh em cái cảm giác tự tin hơn mặc dù là cái đít xe nó hơi bị văng đấy cũng như cái hệ thống G vectoring control ở trên các cái dòng xe của Mazda ấy thì nó cũng hoạt động nhờ cái nguyên lý này nó điều chỉnh vòng tua để dồn cái trọng lượng về phía trước khi vào cua nhưng trong điều kiện vận hành bình thường thì cái trọng lượng xe được trải đều ở toàn thân xe thì sẽ mang lại cái trải nghiệm tốt hơn vấn đề ở đây chỉ là sự phù hợp và thích cái nào hơn đợi đến lúc của xe trải nghiệm ấy và thử ở trong các điều kiện khác nhau. Ai mà thích cái phân bổ trọng lượng nào thì mình sẽ lấy cái đó thôi. Công suất cực đại của VinFast e34 147 mã lực và moment xoắn là 242 Nm. Nhìn vào các con số này thì anh em cũng sẽ thấy nó không có gì đặc biệt nổi trội. Nhưng không, nó được lắp trên một mẫu xe điện là khác đó. Trên các mẫu xe điện thì thường nó sẽ sử dụng hộp số một cấp, sức mạnh từ động cơ nó truyền thẳng đến các bánh xe để tăng tốc tức thì, giúp xe điện chạy nhanh hơn khi bắt đầu chuyển bánh trong khi cái ông động cơ đốt trong thì nhá chỉ phải truyền lực vào hộp số này hộp số rồi truyền đến các bánh xe này cái quy trình này nó tốn thời gian hơn hơn nữa năng lượng cũng bị tiêu hao bớt đi việc so sánh công suất cực đại của xe điện với công suất cực đại của xe xăng hay các xe động cơ đốt trong nói chung là một việc làm khá vô nghĩa anh em chỉ cần hiểu như này với cái công suất cực đại và mô men xoắn cực đại của xe xăng và xe điện nó tương đương nhau thì chắc chắn cái cảm giác của xe điện nó sẽ mạnh mẽ hơn điểm nhấn lớn nhất của xe điện trong các quảng cáo của vinfast thì chắc có lẽ là các cái tính năng thông minh nhiều lắm đây mình cho anh em xem nhìn qua cái bảng thông số của vinfast công bố Đấy, điều khiển giọng nói này chế độ thú cưng này cắm trại khách sạn các tiện ích xem phim ca nhạc karaoke mua sắm trực tuyến khuyến mại ưu đãi sự kiện đây nhiều lắm thì uh, chưa xét đến cái việc dùng nó mượt mà và có hiệu quả hay không cứ cho là mình đọc mình nói và nó hiểu luôn và hiểu đúng đi thì với tôi thì tôi cũng không đánh giá cao lắm vì các cái tính năng này với cá nhân sử dụng xe của tôi thì đơn giản tôi lên xe chỉ đi thôi, thỉnh thoảng tôi nghe nhạc nghe đài, đi đâu xa thì tôi xem bản đồ chỉ dẫn. Nếu cái xe của tôi mà có thông minh hơn nữa mà ra lệnh giọng nói các kiểu đi thì với tôi tôi ít dùng lắm. Anh em cứ nghĩ mà xem, hàng ngày tôi đi làm từ điểm A đến điểm B, đường tôi biết rồi tôi cũng không sử dụng bản đồ hơn nữa đi toàn đường tắc xe máy ở hà nội thì tạt đầu liên tục tôi không có tâm trí nào về sử dụng các tính năng như mua sắm trực tuyến này đặt lịch làm việc các cái thao tác văn phòng nữa nếu mà vinfast cho ra cái bản một bản nữa đi giá thấp hơn cắt đỡ các cái tính năng thông minh này đi thì khả năng tôi sẽ thích cái bản thấp hơn đó các cái tính năng này với tôi thì nó có mục đích quảng cáo và làm hình ảnh nhiều hơn là việc cái nhu cầu sử dụng hàng ngày của người lái xe ok trong video này thì mình bỏ qua cái mục uh, trang bị an toàn. Vì uh, thực ra thì mình nhìn vào thì mình cũng không thấy nó có gì đặc biệt cả. Các cái hệ thống chống bó cứng phanh này, cân bằng điện tử này, kiểm soát lực kéo này, nó cũng được trang bị tương tự như trên các mẫu xe khác thì mình cho rằng cái điểm này thì cũng không phải là điểm mà anh em cân nhắc giữa việc mua xe điện hay các mẫu xe khác nên mình bỏ qua. Thế thôi. Chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn nút đăng ký.